Qua ngoại hình máy và test máy cho mình anh nhá. Đây là mặt trước của máy á. Mặt trước của máy thì bị va nhẹ chỗ này, nhưng mà hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chất lượng sử dụng của máy cả. Chỗ này bị xước nhẹ anh nhá. Nói chung là máy đã qua sử dụng thì khó tránh khỏi những cái xước sát nhẹ. Đằng sau máy thì chỗ phần này cũng hơi bị xước một xíu. Em chọn có chữ ít xước nhất cho mình rồi đấy ạ. Các cạnh thì không bị cần móp hay va đập. Máy vẫn đảm bảo hoạt động tốt anh nhá. Em test các chức năng của máy cho mình ạ. Em test mic của máy ạ. Mic trả về ạ. Mic ok rồi anh nhé. Đây là cam của máy ạ. Cam của máy cũng được rồi anh nhé. Em test bàn phím ạ. Những phím trắng hiện trên màn hình là những phím có trong bộ bàn phím của mình ạ. Thường hàng trên cùng nó sẽ là từ F1 đến F10 anh nhé. Đây ạ, từ F1 đến F10 ạ. Còn nếu mà mình muốn dùng phím chức năng trên hàng này thì mình giữ control giúp em nhé. Tăng giảm độ sáng màn hình ạ, hoặc là tăng giảm âm lượng ạ. Em test loa của máy. Là chiếc này khá to đấy ạ. Là sẽ ưng nằm ở đây ạ. Là hãng đấy ạ. Máy thiết kế xoay gập 360 độ. Sử dụng được như một máy tính bảng ạ. Ổ cứng chiếc này 64GB ạ. Đây là cấu hình chi tiết của máy i5 thế hệ 8, RAM 8GB ạ.